Theo thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 23 tháng 9, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước vừa có công văn gửi Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan yêu cầu xác minh thông tin người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn ở nhà máy sản xuất dụng cụ góp ở huyện Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã phát đi văn bản gửi Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan. Văn bản nêu rõ theo báo cáo của Ban Quản lý Lao động tại Đài Loan về những thiệt hại do vụ cháy nổ tại công ty HHCP, khoa kỹ quốc tế Minh Dương, Bình Đông, Đài Loan. Vào lúc 17 giờ 31 ngày 22 tháng 9 gây ra, hiện có 16 lao động Việt Nam bị thương đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện của Đài Loan. Trong số 16 lao động bị thương, có 3 lao động bị thương nặng, 4 lao động bị thương mức trung bình, 9 lao động bị thương nhẹ, trong đó có 3 lao động đã được xuất viện. Các lao động Việt Nam đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tính đến nay có 15 người Việt Nam đang được điều trị tại các bệnh viện thuộc huyện Bình Đông và thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan. Tình trạng ba bệnh nhân nặng đã có tiến triển tốt, trong đó hai bệnh nhân đã tỉnh táo nói chuyện được, một hai ngày tới sẽ chuyển sang phòng điều trị thường, tạm thời không có nguy hiểm về tính mạng. Cả ba bệnh nhân này đều có người thân đang làm việc tại Đài Loan chăm sóc. Các bệnh nhân nhẹ còn lại đang được điều trị theo dõi. Các cơ quan chức năng Đài Loan Trung Quốc đã tiến hành phát tiền trợ cấp ban đầu cho 16 lao động bị thương trong vụ cháy nhà máy với tổng số tiền gần 300 triệu đồng cục quản lý lao động ngoài nước giao ban quản lý lao động việt nam tại đài loan phối hợp với đối tác người sử dụng lao động bệnh viện và các cơ quan chức năng của đài loan tìm kiếm xác minh thông tin liên quan đến người lao động việt nam kịp thời cứu chữa người lao động việt nam bị thương nếu có đồng thời yêu cầu các cơ quan có liên quan của đài loan điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy nổ để bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của người lao động để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu cục quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại công ty minh dương cử cán bộ đại diện thường trực tại bệnh viện để phối hợp kịp thời cứu chữa bảo vệ sức khỏe cho người lao động phối hợp với đối tác người sử dụng lao động động viên ổn định tâm lý bố trí nơi ăn ở và sinh hoạt hàng ngày cho người lao động việc chuyển chủ chuyển xưởng cho người lao động nếu có nhu cầu trong trường hợp nhà máy chưa bố trí được việc làm cũng được bộ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan phối hợp với người sử dụng lao động, công ty dịch vụ việc làm, các cơ quan liên quan của Đài Loan và bệnh viện tích cực cứu chữa bảo vệ sức khỏe của người lao động. Đề xuất các biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động sau khi các cơ quan chức năng của Đài Loan đã làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của vụ việc. Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan đề nghị phía Đài Loan chi trả chi phí chữa trị, có hình thức hỗ trợ vật chất tinh thần cho người lao động bị thương, bố trí việc làm cho người lao động sau khi điều trị phục hồi sức khỏe. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước chủ động nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị thiệt hại bởi vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước phối hợp với các doanh nghiệp, cục quản lý lao động ngoài nước, ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thực hiện các thủ tục cần thiết, hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị thương, bị mất việc phải về nước nếu có theo quy định. Trước đó ngày 22 tháng 9, chính quyền địa phương cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất dụng cụ gấp thuộc khu công nghiệp công nghệ Bình Đông Đài Loan Trung Quốc cướp đi sinh mạng của một lính cứu hỏa trong khi 96 người được đưa đến bệnh viện và ít nhất 10 người mất tích. Vụ cháy bắt đầu tại nhà máy của một công ty dụng vụ gốp diễn ra vào lúc 5 giờ 31 ngày 22 tháng 9. 34 xe cứu hỏa sau đó đã được điều động đến hiện trường. Đội cứu hỏa địa phương cho biết trong khi cố gắng dập lửa, một vụ nổ khác đã xảy ra khiến năm lính cứu hỏa bị mắc kẹt bên trong nhà máy. Theo cơ quan cứu hỏa và tình trạng khẩn cấp huyện Bình Đông, hiện vẫn chưa rõ ngọn lửa bắt đầu từ đâu. Hôm nay ngày 25 tháng 9, chính quyền địa phương cho biết có 4 lính cứu hỏa trong số 9 người chết trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất dụng cụ gốp thuộc khu công nghiệp công nghệ Bình Đông, Đài Loan. AFP dẫn lời quan chức địa phương cho hay, cơ quan chức năng vẫn đang xác định danh tính của một người trong vụ cháy. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đến hiện trường hôm 23 tháng 9, cam kết sẽ tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Truyền thông địa phương dẫn lời quan chức cơ quan cứu hỏa cho hay, hóa chất peroxid lưu trữ bên trong nhà máy có thể là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Công ty chuyên sản xuất bóng góp với dây chuyển sản xuất cao su và sản phẩm nhựa, nguyên liệu thô chính được sử dụng bao gồm cao su, chất kết nối, sơn dầu, đều là những vật liệu dễ gây cháy. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tính đến sáng 23 tháng 9, có 19 người Việt Nam bị thương trong vụ nổ nhà máy sản xuất dụng cụ gốp ở huyện Bình Đông. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại 886 933 262 836 hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tại số điện thoại 84981 848484. -8484.